Trâm xin kính chào quý cô chú bác, quý anh chị em và bạn bè đã trở vào trang vlog của Trâm. Và hôm nay thì Trâm đi siêu thị điện máy ở Đức để mua một số dụng cụ. Trâm xin chia sẻ đến các cô chú xem cho vui nha. Và đây là siêu thị mà Trâm thường hay đi mua. Kenwood theo mình thấy trong đây nó có 3 cái nè. Xay thịt luôn, xay nhỏ. Đây là cái máy trộn bột nè, hiệu Kenwood. Giá hôm nay là có 350 euro thôi. Ngoài ra họ còn có quyển sách nè các bạn để sử dụng nè. Có tất cả các công thức nấu hiệu Boss nè. Hiệu Boss là rất là tốt cho nên nó rất là mắc tiền nè. Cái này số nè 1 2 3 4 5 6 7 luôn. Còn đây hiệu VMF nè. Nè. Loại này các bạn cũng có thể xài thường xuyên nè. Philips loại nhỏ. Đây máy xay thịt hàng Bosch của nè các bạn xem nhé. Quality Germany đó. Loại Philips 85 euro. Loại này Trâm thấy mới nè. Oops. Và hôm nay Trâm cũng muốn mua cái máy này nè các bạn. Nó gọi tiếng Đức là Roma Packer, 50 euro. Cái này là để hấp. Cái này là Dampfgarner, là hấp nè. Air fryer của hiệu Philips, loại XXL nè. Bự lắm. Nó bán nó cho mình 60 ngày thử. To hơn. Nồi cơm điện.
Trâm đang tìm cái máy sấy nè các bạn. Này tới 143 euro. Mà Trâm thấy nó rất là to. 630 watt. Nó có thể làm tới 40 tiếng luôn. Electronics. Nhiệt độ tới 70 độ C. Thời gian là tới khoảng 40 tiếng luôn. 6K. Bằng cool stop là bằng nhựa thôi. Dễ dàng lau chùi. Nhiệt độ mình có thể control được. Nè. Thấy to quá. Nếu mà mình làm kinh doanh nhỏ đó mà mình cần cái máy này thì mình sử dụng được. Còn gia đình thì Trâm nghĩ chắc hơi to quá. 144 euro. Đây cũng là cái máy sấy hiệu khác thôi, Castrobuck thì 80 euro lận. Maximum lai xung cái này chỉ có 250 watt nè. Làm nhưng mà thời gian của nó làm là tới 72 tiếng. Nhỏ hơn nè. Mà nhiều. 1 2 3 hay là 4, 4 tầng. Tháo ra được. Mở từng tầng ra. 1 2 3 4 5 tầng. Và đây cũng là máy sấy nhưng mà hiệu của Steba, giá là 104 euro. Mình thấy 1 2 3 4 tầng. Giờ hôm nay Trâm cũng muốn mua cái nồi nấu nè. Cái này là bằng điện. Hiệu của Samsung. 4 miếng. 4 lò nè, 1 2 3 4. 480 euro. Nó gồm có luôn cả cái ở dưới lò nướng nè. 520 euro. Nhưng mà đợt kỳ này Trâm lại muốn mua bằng gas chứ không mua bằng điện nữa. Nó đang giảm giá nè. Từ 589 xuống còn 420 thôi. Này chuyên nghiệp luôn á. Mình bỏ vô mình xay thì cái xác nó sẽ dính lại nè, nước nó ra. Nút số 1. Nút số 2. Cũng là hiệu Roman Sparker. Thì đây là cái lò nướng mini nhỏ nè. 43 euro thôi. Rất là nhỏ. Nhớ nè. Nếu mà mình có nhà nhỏ mà ít người thì mình xài cái này cũng được. Mình làm bánh mì cũng được. Muffin, baguette, sandwich. Thì to hơn một tí để nướng nguyên con gà trong này. Cũng qua một cái kiểm định test là good á, 1,9 điểm lần đó. Có cái cột trục nè để quay cái con gà nè. Trâm sẽ mua cái khuôn này nè. Để nướng bánh đó. So với lại silicon thì Trâm vẫn thích sử dụng cái loại metal này nè. €9.95.
Bây giờ Trâm sẽ mua chảo. Còn rất là nặng nè. Mấy cái nồi lớn nè, nấu súp nè. Hiệu VMF nè, 129. Còn hiệu thường này thì chỉ có 40 euro. Hello. Rất là nhiều. Cái này 50 euro nè. Dễ sợ không? Đẹp ha. 50 euro đó nha. Giờ tôi tìm một cái chảo để đổ bánh xèo. Cái này không biết, nó hơi sâu quá. Chảo nè, 36 euro. Ôi dồi, nặng quá. Nặng lắm. Cái này Trâm nghĩ đổ bánh xèo ngon lành nè. 36 euro. Mà nó nặng quá. Mấy cái nhỏ này thôi thì 15 euro. 10 euro. Nhỏ hơn tí thì là 12 euro. Các bạn biết không, tại sao giá nó càng khác nhau? Cái này 36 euro, cái này 25, cái này 19. Mặc dù nó rất là nhỏ. Tất cả các sản phẩm của Tefal này, hiệu này là của Pháp hết nha các bạn. Nè, cái này thì 19 euro. Thì nó nhẹ hơn. Nó nhẹ hơn mấy cái này nè. Nó nhẹ hơn mấy cái này với cái này. Cái nào càng nặng các bạn biết không? Này 37 euro nè. Cái Trâm đang chỉ nè. Tại vì nó rất là nặng. Bởi vì cái chất lượng của material sản xuất ra đó, nó giữ nóng lâu hơn. Nặng lắm. Còn này 25 euro nè. Cũng hơi nặng nặng nè. Còn cái này 32 euro. Cũng nặng lắm. Nặng ơi là nặng. Nó giữ tới gấp 3 lần luôn á. Nó ghi nè, Titanium Excellence. Giữ tới 3 lần giữ nóng á. Nếu mà mình cần ăn đồ nóng mà mình để lên bàn mình ăn á, cũng được, nó giữ nóng rất là lâu. Cho nên chính vì vậy cái giá của nó rất là cao. 32 euro. Còn cùng loại với nó, nhỏ, rộng, to hơn một tí xíu, nhưng mà chỉ có 20 euro thôi, nhẹ hơn một tí. Khác nhau ở chỗ đó đó. Nhưng mà nếu mà tay mình yếu quá mà mình chọn cái loại mà nó nặng thì rất là khó. Cái này không nặng lắm, chắc Trâm lấy cái này quá. Này để đổ bánh xèo cũng được. Khá to. Còn cái này thì nhỏ hơn một tí nhưng mà nặng quá, 22 euro. Không nè, hai lần giữ nóng nè. Chất liệu cũng titanium fos. Nặng lắm. Một bên là 2000W, còn xong đây 1400W. Tính ra tiền Việt chắc gần 2,4 triệu. Bật nhiệt độ ăn dần. On off. Trâm xin kính chào quý cô chú bác, quý anh chị em và bạn bè đã trở vào trang vlog của Trâm. Thì như hồi nãy đó, Trâm có quay cho các bạn, các cô, các chú, các anh chị xem Trâm đi chợ hôm nay. Trâm mua đồ để cho nhà mới của Trâm. Thì Trâm mua cái chảo nè. Mua Tefal hiệu nào cũng được ha, các bạn mua hiệu nào cũng được.
bởi vì cái hiệu này thì nó hơi nó tốt một chút á, thì mình sẽ xài được bền lâu. Như nãy Trâm nói á, cái chảo mà Trâm mua cái này nó hơi mắc tiền chút, nhưng mà nó nặng thì nó giữ nhiệt nóng của cái chảo á, nó lâu hơn là mấy cái chảo bình thường khác. Còn cái này thì nó nhẹ hơn nè. Này để Trâm chiên bánh hay cái gì đó thì mình làm. Còn cái này có thể mình chiên bánh xèo cũng được, thì nó rẻ hơn, hình như chắc 12 đồng á, Trâm quên mất rồi. Còn cái này thì thường là Trâm mua ở Mỹ, cái siêu thị khác thì nó rẻ hơn. Còn cái này do là nó made in Germany cho nên là nó hơi mắc tiền chút, có 10 đồng á. Còn hôm bữa Trâm đi về Việt Nam thì Trâm có mua một số đồ làm bánh, thì như là cái khuôn nhôm nè. Nhưng mà chắc cái khuôn nhôm này chắc Trâm chỉ làm loại bánh rau câu thôi, chứ mình Trâm không có nấu đâu các bạn. Và có một cái loại khuôn làm bánh này nữa nè, rất là đẹp, rất là tốt, thì nó hơi đắt tiền một chút. Bữa Trâm mua ở trong cái siêu thị mà Trâm đã làm phim lên cho các bạn xem rồi đó. Đây thì mua một số cái thôi, chứ Trâm không có mua nhiều đâu. Trâm mua cái này dùng để cắt bánh đúc, hoặc là cắt củ cà rốt, đồ những cái gì mà các bạn muốn nó có cái form hình giống như lưỡi xoắn xoắn vậy nè. Trâm thấy nó đẹp, dùng để cắt thôi. Còn những cái khuôn này thì mình có thể dùng làm form hình á, giống như là mình làm xôi, mình nấu xôi xong á thì mình ép xôi. Mua 2 khuôn. Trong cái này nó có 2 khuôn. Trong đây thì họ ghi là khuôn rau câu trung thu. Mình làm rau câu. Rau câu có nghĩa là mình làm đừng có ở để ở nhiệt độ nóng quá, tại vì cái này nó bằng nhựa đó các bạn. Còn cái thời gian mà Trâm mua đó thì họ là thời gian mà trung thu, cho nên họ bán rất là nhiều, trong shop bán rất là nhiều cái khuôn làm bánh trung thu. Mà Trâm thì chỉ ăn được trung thu loại bánh dẻo thôi, chứ bánh nướng thì Trâm không biết ăn. Thì các bạn có thể dùng cái khuôn này nè. Cái này thì Trâm không có mua ở cái shop hôm bữa, Trâm mua ở cái shop gần nhà của Trâm hơn. Để đây. Trời. Còn cái này là có 17 ngàn một khuôn thôi. Thì nó ghi là một cái vỉ nhựa, ghi là vỉ nhựa mochi. Thì đây là sản phẩm nào cũng từ Trung Quốc thôi các bạn ha. Thì nếu mà mình không có nấu hoặc mình không dùng những cái nước mà các bạn đổ vào thì đừng để ở nhiệt độ nó quá nóng, thì mình sẽ bảo đảm tốt cho sức khỏe của mình thôi, chứ không sao hết. Mình rửa cho nó sạch. Khắp cũng vậy, khắp này Trâm mua ở siêu thị chỗ khác. Thì trong cái video này Trâm muốn chia sẻ tới các bạn á, còn những cái này là bằng nhôm. Nhôm này á thì Trâm nghĩ mình cũng không có nên nấu đâu các bạn ơi. Nếu mà có nấu thì mình dùng cái giấy mình lót lên ha, còn không thì mình làm cái khuôn bánh thôi, cái khuôn cho nó đẹp thôi, rồi mình ép nó ra thôi, đừng nấu. Nấu ở nhiệt độ cao quá thì cái chất nhôm nó sẽ ra đó, ra chất không có tốt cho sức khỏe. Đó là theo cái kiến thức của Trâm biết là như vậy thôi, chứ Trâm không có nói là các bạn là phải như Trâm nha. Còn hai loại khuôn này nè mà Trâm mua đó là loại silicone, họ ghi là silicone hoa, hoa mai, hoa hồng. Thì Trâm thấy cái chất liệu nè, nó rất là mỏng. Mặc dù là trên cái khuôn này không có ghi cái gì hết là chịu nhiệt như thế nào. Thì mỗi khuôn này có 29 ngàn thôi. Và trong cái khuôn mà Trâm nhìn thấy, Trâm mua cái này ở một siêu thị khác nữa nha. Cái đám khuôn silicone này nè. Thì trong đây á, nó có đề là chịu nhiệt tới 220 độ C. Mà nếu mà các bạn
mình mà mua ở cái hãng nào mà có tên tuổi á, hoặc là có uy tín á, thì mình hẳn nấu nha. Còn nếu mà Trâm thấy mà mình không có uy tín á, thì thôi mình dùng mấy cái khuôn như vậy đi, khuôn này nè các bạn, cho nó chắc ăn. Còn cái khuôn này cũng vậy, Trâm thấy nó rất là không có đề cái gì hết. Đây là video mà Trâm chỉ chia sẻ chứ Trâm không có ý gì hết nha, đâu các bạn nha, Trâm không có ý gì hết. Trâm chỉ chia sẻ tới các bạn thôi, là nếu mà Trâm sử dụng á, những cái khuôn mà Trâm mua á, thì như cái này nè, thì mình chỉ làm bánh cái gì đó mình ép lại mình làm thành cái hình form thôi, chứ cái loại nhựa này nó mỏng quá, không biết chịu nhiệt như thế nào, thì chắc chắn Trâm nghĩ là chịu nhiệt chắc không nổi đâu, rất là mỏng. Khoảng 1 euro một form như vậy. Anh chỉ mua hai cái chơi thôi. Còn mấy cái này á, những cái bông này nè, thì silicon em thấy nó rất là cứng hơn. Họ có ghi là chịu nhiệt tới 220 độ. Nếu mà các bạn làm á, thì mình dùng hoa cau, hoa rau cau á, thì mình đổ ở cái nhiệt độ thấp thôi, để mình lấy cái phơm bông á, thì mình làm ha, đừng có nấu ở nhiệt độ cao quá. Cái video này là Trâm chỉ muốn là chia sẻ như vậy thôi nha các bạn. Trong nấu hoặc là nướng bánh ở nhiệt độ cao, Trâm vẫn thích sử dụng những loại khuôn như thế này. Nếu mà các cô chú các anh chị mà có cái ý kiến gì á, hoặc là những lời khuyên gì, thì các cô chú để lại lời nhắn nhận xét ở phía dưới video, để tất cả các con cháu như tụi Trâm học hỏi kinh nghiệm thêm nha. Trâm xin cảm ơn các bạn đã xem video của Trâm rất là nhiều. Trâm mến chúc cho các cô chú anh chị em một cuối tuần thật là vui vẻ.